Các bạn ơi, hiện tại trên mạng có vô vàn điều thú vị hấp dẫn vô cùng và chúng ta lại tò mò. Khi tò mò, các bạn rất dễ bị dính mã độc, virus, ảnh hưởng đến tài khoản Facebook, tài khoản game, vân vân. Hôm nay Mơ Việt sẽ hướng dẫn anh em tải một phần mềm giúp các bạn ngăn chặn những cái thứ độc hại đó. Phần mềm có tên là Lock Security, anh em lên CH Play tải nha. Gõ từ khóa và các bạn sẽ tải ứng dụng một cách rất đơn giản trên CH Play. Miễn phí phổ biến xếp thứ 7 nha. Các bạn tải xong thì ấn nút mở, sử dụng phần mềm thôi. Hiện tại điện thoại của mình đã được an toàn do mình sử dụng phần mềm này khá lâu rồi anh em ơi. Nếu anh em nào dùng đầu tiên thì các bạn ấn vào nút dọn dẹp, nó sẽ quét xem điện thoại của các bạn có lỗ hổng hay không, có bị virus xâm nhập hay không, có bị các phần mềm độc hại hay không nhé. Nói chung là chúng ta sẽ được bảo vệ an toàn 100%. Ứng dụng còn có rất nhiều tính năng anh em ơi, dọn rác, khóa ứng dụng, tăng tốc, hạ nhiệt CPU, chặn thông báo. Đặc biệt mình rất thích chặn thông báo bởi vì khi làm video clip hay các bạn chơi game ý, có những thông báo bật lên là máy của chúng ta lag rồi, chúng đang combat bị thông báo thì nó rất là tồi tệ rồi. Các bạn sẽ chặn những cái ứng dụng các bạn không muốn nhận thông báo khi đang chơi hay là đang làm việc. Ok, ví dụ là tin nhắn hay là điện thoại hay là Zalo, rồi rất nhiều như Facebook, Messenger. Ok, các bạn chặn vô là lúc chúng ta sử dụng không bị làm phiền nha. Các bạn ơi, đây là trang phục thứ hai độc quyền của Việt Nam chúng ta. Trang phục có tên là L'Oréal Ochre hay là Lạc Thần gì đó. Nói chung là đặc điểm của văn hóa thời vua Hùng của Việt Nam chúng ta anh em ơi. Hôm nay một việc của anh em sẽ review rất nhiều trang phục đẹp, trang phục bậc SS, trang phục siêu phẩm cùng cái trang phục truyền thống này nha. Đây là trang phục bậc S không có hiệu ứng biến về anh em ơi. Với đôi cánh màu xanh và cái bộ áo rất đẹp, rất giống cái kiểu là áo thiên nữ áo dài anh em ơi. Chiều cuối các bạn sẽ có biểu tượng hoa văn gần như là trống đồng. Sau khi dùng chiều 2 các bạn sẽ có một cái biểu tượng khá là hay. Đấy. Mình thấy hiệu ứng kỹ năng đậm chất dân tộc của chúng ta quá. Toàn những hoa văn của Việt Nam thôi anh em ơi. Màu vàng, màu xanh. Không đẹp lắm nhưng mà đối với anh em yêu nước thì có lẽ là sẽ rất là mê. Và L'Oréal hiện tại là vị tướng pháp sư vô cùng kinh khủng với phù hiệu có thể làm ma tính hoặc là các bạn sử dụng thánh thuẫn nha. Wow, hôm nay chúng ta sẽ lên tu tiên trên Thanh Vân Môn cùng đạo trưởng đạo trưởng tu nen nha anh em ơi. Tiên kiếm là đây, anh em đọc truyện tiên hiệp thì biết rồi. Đó. Một tay điện pháp, một cái phi kiếm. Đó. Tiên phong đạo cốt quá đi. Đi tu tiên nào các bạn ơi, đây trang phục bậc SS nha anh em ơi, hiệu ứng bến về này. Đấy. Cưỡi phi kiếm luôn. Cho các bạn xem lại lần nữa nha. Nhảy lên phi kiếm, bay lên trời, sau đó hạ xuống. Hiệu ứng kỹ năng hình như là của Thanh Vân Môn hay là Võ Đang gì đó. Chiêu 1 phòng 3 phi kiếm, chiêu 2 nuôi động. Rất đẹp anh em ơi. Wow, đây là nội tại kiếm khí, nội tại lôi điện không phải kiếm khí. Nhiều kiếm quá. Ok, xem chiêu cuối lôi điểu anh em ơi. Mình sẽ hủy yếu chiêu để anh em nhìn rõ hiệu ứng kỹ năng hơn nha.
phóng ra cái gì đó. Huy kiếm. Đây là tuyệt chiêu luôn. Quá đẹp, hiệu ứng quá ngầu anh em ơi. Trang phục bậc S có khác, Tunen quá nhiều trang phục đẹp. Đó, tích nội tại nhìn cũng chất rồi. Biểu tượng những tinh tú. Mười quả kiếm luôn. Đây mới gọi là chất nè. Ở đánh giá môi Việt đây, trang phục rất đẹp. Và có lẽ là cũng khá là phải hiến máu nhân đạo anh em ơi. Bán thận thôi. Và đây là trang phục của vị tướng Hayate. Và anh em thấy là Hayate không có đeo mặt nạ nữa. Ở trang phục này thì anh em nào có tên thì biết tên hay là có thể sáng tạo cái tên thì nhớ đặt tên nhé. Đây là trang phục bậc S không có hiệu ứng biến về anh em ơi. Hiệu ứng kỹ năng là màu xanh nha. Màu giống như kiểu màu băng anh em ơi. Thế thì lại khá giống những trang phục của Bắc Quốc. Như kiểu là chiến tướng mùa đông hay là băng hòa thuật sư băng. À không, băng thuật sư của Ignis gì đó anh em ơi. Ai, các bạn ơi, quả đùi gà to vật vã. Anh em nào thích ăn KFC không? Có cả Coca-Cola ở phía sau luôn nha. Đây trang phục của Oma. Và anh em sáng tạo một cái tên thú vị thì nhớ comment bên dưới nha. Đây cũng là một trang phục bậc S này anh em ơi. Wow. Hiệu ứng giống những trang phục ở dung nham của Lumber ấy. Đó anh em ơi. Hoặc là trang phục dung nham của Zephyr thì đấy. Nói chung là có lẽ là Oma dung nham này chuyên để luống đùi gà làm cái KFC nha. Bạn nào mê KFC thì chắc chắn là thích cái trang phục này rồi. Wow, robot biến hình em ơi, đây chính là đại tướng robot nữ bố. Anh em có thể liên tưởng đến đại tướng robot Malok, và bây giờ chúng ta có đại tướng robot nữ bố. Vậy thì đây chắc chắn là trang phục bậc SS nha anh em ơi. Hiệu ứng biến về là siêu ngầu nha các bạn. Hiệu kỹ năng là màu vàng. Wow, nhìn chất nhở anh em ơi. Chiều cuối lên này. Wow. Phát nhảy chiều cuối nó khá là ngầu. Và nó có vẻ đẹp hơn là phát nhảy chiều 1 lần thứ 3. Nó khá ngầu. Và mỗi lần nhảy nó có hiệu ứng khác nhau luôn anh em ơi. Anh em yêu thích lữ bố lại hiến máu rồi. Không biết là có sổ sứ mệnh hay không đây. Quả lệnh chưa một lần thứ ba, cứ nhầm chưa ba, nó khá là giống hiệu ứng của những trang phục siêu Việt. Freedom is
Arthur lại có trang phục mới anh em ơi. Ở đây có lẽ là chiến tướng mùa đông Arthur rồi. Hoặc là thám hiểm, nhà thám hiểm Arthur chuyên đi đến những vùng Bắc Cực. Trang phục bực ghét nha anh em ơi. Wow, mình thấy trang phục này trong Arthur trên nhìn trông sói ca phết đấy. Wow, yêu kỹ năng là màu băng rất đẹp luôn anh em ơi. Chém ra băng. Chia một chém ra băng. Đó. Chia 2. Những cái thanh băng nó quay này anh em ơi. Bổ chiêu cuối. Ủa. Chật chưa. Mùa hè ra trong vùng này, trong vùng này thì quá chuẩn. Ở mùa đông ra thì cũng quá chuẩn luôn. Nhớ một thời là còn là Mortot bộ xương khô, bây giờ ra trang phục thì toàn trang phục sói ca thôi. Nào thì là trung tình kiếm hay là rồi bây giờ là trang phục này nữa anh em ơi. Tiếp theo là trang phục của vị tướng cáo siêu thanh Felix Chum xạ thủ đi rừng hiện tại, và có thể nói là Chum đi rừng anh em ơi. Ở những rank mà rank tinh anh trở xuống ý, các bạn dùng cáo là vô địch thiên hạ rồi. Tất nhiên đánh cáo với các bạn kết hợp với phù hiệu chuẩn xác nha. Đánh cáo thì mình vẫn khuyên anh em dùng thánh thuẫn thì nó sẽ rất là bá đạo. Ở trang phục này anh em có ý kiến về cái tên hay không ạ? Có ý tưởng về cái tên không thì nhớ comment nha. Các bạn có thể liên tưởng đến siêu sao bóng chày Acid. Trang phục này cũng là một trang phục kiểu chơi thể thao đây. Wow, đáng tiếc là không có hiệu ứng kỹ năng anh em ơi. Wow, bá tước Gindu anh em ơi. Sau khi uống thuốc cải lão hoàn thanh xuân thì thực sự Gindu đã có một vẻ ngoài vô cùng trẻ trung, đẹp trai sói ca. Ngồi trên ghế vàng nha anh em ơi. Không biết bác Gindu của chúng ta đi đâu mà tự nhiên có vẻ ngoài đẹp thế nhỉ anh em ơi. Tiếc là không có hiệu ứng kỹ năng. Buồn như con chuồn chuồn. Và đây là trang phục Mudat siêu Việt, anh em có thấy cái điều gì khác lạ hay không ạ? Màu của hiệu ứng kỹ năng có vẻ là rất là khác. Có thể đây là trang phục sẽ xuất hiện trong tính năng vẽ bùa. Có thể là tuyệt sắc siêu Việt hay là huyết sắc siêu Việt gì đó. Hiệu ứng kỹ năng chuyển sang thành màu đỏ nha anh em ơi. Đó. Hiệu ứng biến về thì chắc là vẫn như cũ thôi, nhưng mà thay màu hiệu ứng kỹ năng từ màu vàng thành màu đỏ, chuyển màu siêu Việt đổi hoàn toàn đi anh em ơi. Đó, chuyển hết thành màu đỏ luôn. Và đây là trang phục Adum Vũ Cúc Long Hổ. Nhưng mà các bạn có thể thấy là hổ đây khác biệt rất nhiều so với trang phục Vũ Cúc Long Hổ trước. Có lẽ là xuất hiện trong tính năng vẽ bùa nha anh em ơi. Hiệu ứng biến về là không thay đổi nha.
chỉ mỗi là màu sắc của trang phục này, hiệu ứng kỹ năng này anh em ơi. Hiệu ứng kỹ năng chuyển thành màu tím luôn. Con rồng cũng màu tím luôn anh em ơi. Đây là trang phục mắc phi hành gia và có lẽ mình nghĩ là một trang phục quang vinh tiếp theo thôi, bởi vì màu sắc này rất giống trang phục quang vinh. Thánh Nam máy bay có trang phục quang vinh em ơi. Ở cánh tay ác ma em có thể thấy là nhìn bị đóng băng mất tiêu rồi. Samurai Edon có lẽ là như vậy anh em ơi. Tiếp tục là một trang phục bậc S. Wow, hiệu kỹ năng chuyển thành màu xanh rồi anh em ơi. Quả tiêu to cho bắn lửa. Wow, nhìn ngầu chưa anh em ơi, đây trang phục của vị tướng Bandum nha. Có thể là dung nham Bandum. Nhìn giống rất ngầu luôn. Vừa to vừa hầm hố. Và tại sao hiệu ứng kỹ năng của chiếu 2 hình như là không thay đổi này. Chiếc cuối cũng không thay đổi luôn anh em ơi. Có gì đó sai. Nhìn giống con trâu quá. Một vị tướng vô cùng xinh đẹp và bị anh em lãng quên tại máy chủ mặt trời Archit có trang phục học đường. Xinh chưa, cute chưa, thế mà chẳng anh nào chơi, buồn ghê. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.